Sau những đợt mưa lớn kéo dài, khi hồ chứa nước Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa bắt đầu xả lũ, thì cũng là lúc nhiều người dân nơi đây bất chấp nguy hiểm đua nhau đến đánh bắt cá ngay trên cửa tràn. Người dân đã đứng sát ngay bên dòng nước đang chảy xiết để quăng lưới xuống dòng lũ, bất chấp những nguy hiểm đang rình rập khi dòng nước chảy cuồn cuộn. Có những người đứng ngay cửa tràn chờ cá, nhưng cũng có những người chờ ở phía sau. Mỗi lần kéo lưới, người dân cũng kiếm được vài chục con rô phi, cá mè, cá trầu hay cá chê. Dù nguy hiểm, nhưng các cơ quan chức năng cũng chưa có cảnh báo và biển cấm đánh bắt trên khu vực đập tràn.